Liên quan đến sự cố sụt lún đất nghiêm trọng xảy ra trên tỉnh lộ 419 đoạn chạy qua thôn 2, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, chính quyền địa phương đã phải di rời gần 20 hộ dân với gần 60 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm. Các giải pháp trước mắt đã được thực hiện để ổn định cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại là tình trạng này có thể tái diễn nếu không được xử lý dứt điểm. Đây là hiện trường của vụ sụt lún nghiêm trọng. Hiện hố tử thần đã ăn sâu vào căn nhà 7 tầng và lan sang các nhà lân cận khác. Miệng hố sụt lún có chiều rộng 30m, dài 12m và độ sâu khoảng 5m. Hiện tại, miệng hố sụt đã chiếm 1/3 lòng đường của tuyến đường tỉnh lộ 419. Vụ sụt lún khiến cho mặt tiền của 5 ngôi nhà ở sát khu vực hố tử thần, nhiều diện tích lề đường, vỉa hè cũng đã xuất hiện những vết nứt sâu, nhiều tài sản của người dân bị nuốt gọn xuống hố. Các ngành mà các ban trên là làm sao mà nhanh chóng để giải quyết chỗ này để cho nó thật nhanh, để ủng hộ cho thật nhanh lên một điều gần nhất để cho dân làng ở đây là làm ăn kinh tế trên được cuộc chỗ này. Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt để khoanh vùng khu vực sụt lún, tạm thời sơ tán những hộ gia đình nằm trong khu vực sụt lún di rời đi nơi khác. Hiện tại thì xã cũng họp dân và cho ý kiến là giúp dân, đầu tiên là chỗ ăn ở, sau là có hỗ trợ về cuộc sống về sau. Các cơ quan liên quan đang khẩn trương khắc phục sự cố với phương châm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân là trên hết. Ngày hôm qua thì Sở Tài nguyên Môi trường, các ngành chức năng cũng đã về khảo sát và đánh giá và đang có sự thống nhất để tìm ra những cái giải pháp để sớm khắc phục tình trạng sụt lún trên địa bàn này.